Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm trong bài giảng. Hôm nay Khải xin giảng các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 2 sách chương trình sáng tạo nhé. Chúng biết xem bài giảng của Khải Liêm nếu cảm thấy quảng cáo, các xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài viết số hình tổng các trăm chục đơn vị. Giờ trước hết mình sẽ làm câu số 1. Câu số 1 viết vào chỗ chấm theo mẫu, mình sẽ quan sát mẫu. Như vậy ở đây mình thấy là có số 205. Như vậy 205 thì mình thấy là số 5 hàng đơn vị, số 0 hàng chục, số 2 hàng trăm. Như vậy có nghĩa sẽ là sẽ bằng 200 cộng 0 chục và cộng 5 đơn vị. Đúng không? Như vậy 205 sẽ bằng 200 cộng 5. Thì 0 chục mình không cần đi, đúng không? Như vậy 205 sẽ bằng 200 cộng cho 5 đơn vị nhé. Tương tự ở đây mình sẽ làm giống mẫu 743. Thì số 3 hàng đơn vị, số 4 hàng chục, số 7 hàng trăm. Ba đơn vị mình sẽ viết ở đây là số 3. Số 4 hàng chục thì mình ở đây mình sẽ viết là 40. Số 7 hàng trăm thì mình viết ở đây chính là 700. Đúng nè. Giờ mình sẽ viết xuống đây sẽ là 743 sẽ bằng 700 cộng 40 cộng 3 đơn vị. Đúng nè. 743 sẽ bằng 700 cộng 40 và cộng 3 đơn vị. Đúng nè. Tiếp theo là 630. Như vậy 630 thì mình thấy là số 0 hàng đơn vị, số 3 hàng chục, số 6 hàng trăm. Như vậy là số 0 hàng đơn vị mình sẽ viết ở đây. Số 3 hàng chục có nghĩa là 30 viết ở đây. Số 6 hàng trăm có nghĩa là 600. Mình sẽ viết ở đây. Đúng rồi. Như vậy có nghĩa là 630 sẽ bằng 600 cộng 30. Đúng rồi. Giờ không đơn vị thì mình không cần đi, đúng không? Tiếp theo ở đây là 891. Như vậy số 1 hàng đơn vị, số 9 hàng chục, số 8 hàng trăm. Như vậy số 1 hàng đơn vị mình sẽ để đây. Số 9 hàng chục mình sẽ viết ở đây. Và số 8 hàng trăm mình sẽ viết là 800. Đúng không? Như mình sẽ có 891 sẽ bằng 800 cộng 9 chục cộng 1 đơn vị nhé. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống như thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 mà người ta kêu mình viết số hình tổng các trăm, các chục và đơn vị nha. Như vậy 541 thì mình thấy là số 4 hàng đơn vị, số 1 hàng chục và số 5 hàng trăm. Như vậy 514 thì sẽ bằng là 500 cộng cho 10 và cộng 4 đơn vị. Được nè. Giờ tiếp theo là câu B là 920. Như vậy là số 0 hàng đơn vị, số 2 hàng chục, số 9 hàng trăm. Như vậy sẽ bằng là 900 cộng cho 20, được nè. Giờ tiếp theo là câu C 407. Như vậy là mình có số 7 hàng đơn vị, số 0 hàng chục, số 4 hàng trăm. Như vậy sẽ bằng 400 cộng cho 7 đơn vị, đúng nè. Hàng chục không có thì mình không cần ghi. Như vậy sẽ bằng là 400 cộng cho 7 đơn vị. Giờ tiếp theo câu D là 63. Như vậy số 3 hàng đơn vị, số 6 chục. Như vậy bài sẽ bằng 60 cộng 3 đơn vị. Đúng nè. Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết các em làm được nha.
Giờ tiếp theo là câu số 3, mình sẽ nối mỗi tổng với số phù hợp. Như vậy ở đây mình sẽ có là 300 cộng 10 cộng 2. Như vậy 300 cộng 10 thì bằng bao nhiêu? 300 cộng 10 sẽ bằng 310. 310 cộng 2 thì sẽ bằng 312. Nhưng mà sẽ nối cái tổng này với là số 312, đúng không? Đúng nè. Giờ tiếp theo là 300 cộng 20 cộng 2 đơn vị. Như vậy mình thấy là 300 cộng 20 thì sẽ bằng 320. 320 cộng thêm 2 đơn vị sẽ bằng 322. Đúng nè. Giờ mình sẽ nói tổng này với lại số 322 nha. Giờ tiếp theo ở đây là 300 cộng 20 cộng 1 đơn vị. Như vậy là số đây 300 cộng 20 là 320. 320 cộng 1 thì sẽ bằng 321. Đúng nè. Như vậy mình sẽ ghép lại là số 321 có nghĩa 321 nha. Giờ mình sẽ nối tổng này qua là số 321. Đúng nè. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3, các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng giới thiệu, bấm hết và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nha, càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì các em sẽ bấm đăng ký bấm chuông để xem được những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.